Máy thương phẩm của Mỹ xin kính chào quý khách. Máy xay pate hiện nay có rất nhiều thương hiệu đang bán trên thị trường, nhưng chất lượng thì thường không tương xứng với yêu cầu và mong muốn của khách hàng. Máy thương phẩm Việt Mỹ với trên 20 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất máy xay pate, các hộ kinh doanh bánh mì cũng như các nhà hàng quán ăn, chất lượng đã được kiểm chứng theo thời gian, thì quý khách hoàn toàn có thể yên tâm về máy xay pate của Việt Mỹ chúng tôi. Hôm nay tôi xin được giới thiệu tới quý khách hàng một máy xay công suất 1.100W 2kg. Đây đang là mẫu máy đứng top đầu với doanh số bán ra của Việt Mỹ chúng tôi. Với giá bán hiện tại của mẫu máy này là 2,7 triệu. Điểm đặc biệt của mẫu máy này là khoang xay có thể dễ dàng tháo rời, rất dễ để thực phẩm ra sau khi xay xong. Kết hợp với đó là vung kính cường lực trong suốt, giúp dễ dàng theo dõi quá trình xay. Về khung máy, chúng tôi được sử dụng inox cao cấp, giúp máy có độ bền lâu dài cũng như dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng. Lưỡi dao xay bằng thép cao cấp, giúp thực phẩm khi xay luôn nguyên vị và đạt yêu cầu. Với motor cấu thành lên mẫu máy xay pate 1.100W này là sử dụng dây lõi đồng nguyên chất 100%. Có thể nói một cách khách quan nhất, mẫu máy này đã sử dụng motor cỡ khủng của máy bơm cho máy xay thực phẩm, nên quý khách hoàn toàn không lo máy bị đứng, bị nóng, ì, chập cháy trong quá trình vận hành. Đây chính là thế mạnh cạnh tranh của Việt Mỹ chúng tôi so với các mẫu máy xay sinh tố hay các mẫu máy xay công nghiệp đang bán trên thị trường. Kết hợp với đó là tốc độ xay siêu khủng lên đến 2.900 vòng một phút, thì quý khách chỉ cần chưa đến 1 phút là đã hoàn thành một máy pate siêu mịn. Các cửa hàng bánh mì sở hữu máy 1.100W này là khá tiện dụng. Máy còn được sử dụng cho nhiều các chức năng khác như xay nhuyễn thịt, làm xíu mại, xay các loại nước sốt, nước tương dặn sệt, xay các loại gia vị như hành, tỏi, ớt. Với các cửa hàng kinh doanh bánh mì hay các nhà hàng cần xay số lượng lớn thì mẫu máy 1.100W này là khá hợp lý về giá thành, vừa tầm tiền mà sử dụng được khá nhiều công năng, trong khi không phải xuống tiền đầu tư những mẫu máy nhập khẩu đắt đỏ. Về chế độ bảo hành, Việt Mỹ chúng tôi bảo hành 12 tháng toàn quốc và lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày nếu có lỗi từ nhà sản xuất. Với những chia sẻ trên, hy vọng sản phẩm của Việt Mỹ chúng tôi có thể đồng hành cùng công việc kinh doanh sắp tới của quý khách. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ đến số hotline 0906 224 288 để chúng tôi tư vấn chi tiết nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.